chào mừng chị và các bạn trở lại với bản tin nhận định thị trường ngày 16 tháng 3 năm 2022 thì Trước khi đi vào nội dung của ngày hôm nay rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán Thì các anh chị thấy có thể thấy hôm nay là một phiên thị trường hồi và thanh khoản đang giảm dần Thì cái nhận định cũng như cái chiến lược mà có khuyến nghị với các anh chị là chúng ta ưu tiên quản trị danh mục Và chúng ta chưa mua vào các cổ phiếu Tuy nhiên chúng ta sẽ chuẩn bị những cái cổ phiếu cho những cái gì mới sắp tới anh chị nhé Chúng sẵn sàng cho cái việc đấy thì đầu tiên là đối với thị trường chung thì chỉ số vn index các anh chị có thể thấy là phiên hôm nay là một phiên mà bán ra nhưng mà cũng hết lực bán và nó rút chân lên đúng không ạ các anh chị thấy đây có nhịp gần đây từ ngày mùng tám tháng 3 đúng không ạ thì mình có nhận định là thị trường sẽ có cái nhịp rơi đúng không ạ và rơi thì chúng ta sẽ cần phải hạn chế nắm giữ cổ phiếu và chúng ta sẽ chờ điều gì chúng ta chờ khi mà thị trường nó sẽ thấy cái đáy ngắn hạn và nó kiệt cái lực bán kiệt cái khối lượng ở đây kiệt cái khối lượng giao dịch anh chị nhé có nhiều anh chị sẽ bảo là nếu mua vào khối lượng thấp là không tốt bán ra khối lượng cao là tốt là không tốt đúng không ạ thì ở đây thì chúng ta nên hiểu như thế này khi một cái giai đoạn thị trường nó rơi thì những cái nhà đầu tư cá nhân mà yếu bóng vía hoặc là thiếu kỷ luật giao dịch hoặc là chạy chậm đúng không ạ những nhà đầu tư người ta nhanh thì người ta chạy trước ở đây rồi có những nhà đầu tư chạy chậm sẽ chạy ở những cái phiên gần đây khi mà chạy hết cái lực mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ thì lúc đó nó sẽ cạn đi cái khối lượng thì đó cũng là một cái dấu hiệu tích cực anh chị nhé hơn ngoài ra thì rất nhiều là nhà đầu tư chốt lời thì họ chốt lời đây thì đến đây thì cũng hết cái lực chốt lời đúng không ạ thì anh chị có thể hiểu rằng là thị trường lớn lên nhờ cái dòng tiền đầu cơ đúng không các anh chị thấy thị trường nó tăng dần lớn lên nhờ cái dòng tiền đầu cơ khối lượng nó tăng đúng không ạ dòng dòng tiền đầu cơ khi khối lượng lấy thấp gia tăng lên đây đúng không ạ và giảm đi thì nó đều là điều tốt nhé anh chị nhé ở đây thì chúng ta uh, À, anh các anh chị hiểu rằng là cách một số anh chị lại đi suy luận là mua vào khối lượng thấp đúng không ạ bán ra khối lượng lớn thì là nhà đầu tư lớn lớn người ta chốt lời thì nó không phải như vậy nhé thực ra trong giai đoạn này thì không gần như không có nhiều nhà đầu tư nào kiếm được tiền cả đúng không chỉ trừ một số cổ phiếu mà các anh chị có thể nhìn thấy trong cái danh mục khuyến nghị có chia sẻ với các anh chị hàng ngày này nếu các anh chị mà đầu tư theo cái chia sẻ của mình thì từ tết dương lịch đến nay tết âm lịch đến nay từ mùng 7 tháng 2 này thì đến ngày 8 tháng 3 là như các anh chị tăng được NAV khoảng từ 20 đến 30 rồi đúng không ạ và số lượng cổ phiếu khá là hát hiếu nó chủ yếu một số những cổ phiếu ở dòng bán lẻ đúng không ạ dòng đạm vận tải một số cổ phiếu đúng không ạ khá là ít nhé thì ở đây cũng là dấu hiệu tích cực các anh chị nhé tương tự VN30 cũng vậy vn 10 cũng cái cái khối lượng nó giảm rất là nhiều đúng không ạ khá là tích cực thì chúng ta chuẩn bị cho cái nhịp mới thôi các này thì đang vượt đỉnh cua đúng không ạ hai đây cái đếch ok số lượng cổ phiếu tốt thì đấy, anh chị thấy là phiên hôm qua thì là có 148 phiên nay 163 tức là nó đã giảm nó, nó nó đã bắt đầu quay lại rồi đúng không ạ tất nhiên chúng ta sẽ chờ thêm điểm số trung bình ở đây thì vẫn dưới mà 20 thì chúng ta nên quan sát thêm một chút chúng ta chưa nên vội tuy nhiên là mình thấy rằng là hoàn toàn có cái nhịp mới ở đây sắp tới đúng không ạ chúng ta hy vọng cái điều đó thì cái chiến lược ở đây là chúng ta vẫn chưa mua vào anh chị nhé chưa bắt đáy chúng ta sẽ không bắt đáy nhé chúng ta nên chờ nắm giữ cổ phiếu thì vẫn theo cái nhận định hôm trước thôi hạn chế nắm giữ cổ phiếu trừ cổ phiếu kim cương và các chị thấy rằng các cổ phiếu kim cương thế nay rất là ít đúng không ạ thì cái mình sẽ đi vào nhóm ngành một chút khi mà thị trường rơi thì cái nhóm ngành nào mà rơi ít hơn thị trường chung thì đó là những cái nhóm ngành mà mạnh hơn thị trường chung đúng không ạ thì ngay chị thấy có một số nhóm ngành mạnh hơn có thấy đây ví dụ như là du lịch này hóa chất này cái khoáng này sản phẩm gia dụng không lâu bền này À, dầu mỏ vẫn còn một vài cổ phiếu đúng không ạ dầu mỏ xây dựng xây lắp nói chung số lượng cổ phiếu mạnh cũng rất là ít rất là ít đúng không ạ chúng ta nói chung không nên ưu tiên nắm giữ cổ phiếu đấy số lượng cổ phiếu kim cương là những cổ phiếu tốt nhất <laughs> đúng không ạ anh chị thấy này nó chỉ có một vài cổ phiếu thôi đúng không đạm này bfc này đúng không ạ dqc đang chạy nước rút đây hút hút với dqc là chạy nước rút anh chị nhé anh chị chốt lời cổ phiếu này đi nhé theo mình nên chốt lời đi mình đã chốt lời cổ phiếu này từ lần trước rồi đấy một số cổ phiếu này hoạt động thì khá ok như không thuộc nhóm ngành mạnh đúng không ạ một vài cổ phiếu xây dựng thôi đúng không ạ và một vài cổ phiếu trong nền nha đây là cổ phiếu mà Kensilim dòng tiền đây cổ phiếu viết đây dòng tiền thì là có một số cổ phiếu ví dụ như là FMC, SGC, PTB, đúng không ạ rất là ít các anh chị thấy những giai đoạn thị trường tốt thì số lượng cổ phiếu kim cương số lượng cổ phiếu hoạt động tốt nó rất là nhiều tuy nhiên là giai đoạn thị trường khó khăn tất cả bán ra thì rất là khó cho nên là mình luôn luôn nhấn mạnh với các anh chị rằng nếu chúng ta đầu tư chứng khoán mà đi theo cái suy nghĩ bắt đáy hoặc là chúng ta có xu hướng đi ngược sóng đúng không ạ thì chúng ta rất là khó đúng không nếu các anh chị mua vào giai đoạn thị trường đi lên thì rất nhiều những cổ phạt cổ phiếu kim cương rất nhiều cổ phiếu tốt cái cơ hội mà chúng ta thành công nó lớn hơn rất là nhiều đúng không ạ thì những giai đoạn thị trường mà xấu như thế này không có nghĩa là không có cổ phiếu nào đi lên chắc chắn sẽ có bao giờ cũng có đúng không ạ ít nhất là khoảng 10 năm đến 10 cổ phiếu nhưng mà giai đoạn này đâu cho các anh chị đâu đúng không ạ nếu các anh chị mà xem cái kênh của mình thường xuyên thì các anh chị mà nhìn thì các anh chị thấy rằng là hoàn toàn các anh chị có sẽ nắm được cái nhịp độ của thị trường và cái cách phân tích cái đây nó rất là cụ thể đúng không chúng ta đi từ thị trường chung xong đến nhóm ngành xong đến cổ phiếu đúng không ạ chúng ta sẽ đi từ bước một thị trường chung tốt thì chúng ta mới tham gia các anh chị thấy đây ngày mùng 8 tháng 3 nhận định cho ngày mùng 9 là mình bắt đầu sẽ chia sẻ thông tin là thị trường rủi ro rồi và không nắm giữ cổ phiếu nữa đúng không ạ trước đó thì mình duy trì cái nhận định về thị trường từ ngày mùng 7 tháng 2 dương lịch đến ngày mùng 7 tháng 3 đúng không ạ là thị trường trong xu hướng đi lên yếu sideways và rất nhiều các cổ phiếu khuyến nghị ở đây cho cái lợi nhuận rất là cao đúng không ạ các anh chị có thể xem lại nhé trên kênh hoặc là trên group zalo các anh chị nhé mình cũng giới thiệu với các anh chị về cái khóa học miễn phí sắp tới về canceling mình viết đây thực ra thì mình gọi là khóa này gọi là khóa 3 nhưng mà thực ra thì mình cũng chưa tổ chức khóa này khóa khóa miễn phí bao giờ chị nhé cũng chưa tổ chức bao giờ rất nhiều anh chị có nhu cầu thì mình cũng tổ chức thì cái khóa học này gọi là miễn phí thôi nhưng mình khẳng định nó chất lượng hơn rất là nhiều so với những cái khóa học mà các anh chị đang học trên thị trường về Canslim học phía đây tại sao nó hiệu quả hơn bởi vì mình sẽ phân tích cho các anh chị là từ những các cái nguyên lý từ những cái triết lý đơn giản nhất về đầu tư đúng không ạ từ cách tiếp cận thị trường đầu tư Canslim là gì sử dụng Ami Broker đúng không ạ các cái cách thức xác định xuống thị trường chung khi nào và tại sao cái cách nào phân tích hiệu quả cái cách nào không phân tích không hiệu quả đặc điểm các cổ phiếu thành công đúng không chúng ta có các nguyên tắc cắt lỗ và chốt lời cách thức quản lý danh mục và đặc biệt đối với đây thì có cái cách thức gom hàng đẩy hàng của nhà đầu tư lớn sẽ tặng cho các anh chị cái công cụ lọc Army Broker nhé thì các anh chị học xong khóa này thì các anh chị sẽ hiểu được về cái sự vận hành của thị trường chứng khoán cái cơ hội kiếm tiền khi nào chúng ta có thể kiếm tiền được phương pháp cancel là như thế nào phương pháp VLA là như thế nào học xong cái này thì các anh chị hoàn toàn đọc sách những cancel và VLA các anh chị có thể hiểu rất là rõ các anh chị có thể hiểu rất là rõ các anh chị nhé à, thì quay trở lại uh, cái uh, cái danh sách các cổ phiếu này thì hiện nay thì cho dù là cổ phiếu kim cương hay không kim cương thì chúng ta cũng các anh chị có thể nắm giữ hút hoặc là đi quy xe thôi đang đứng rút rồi nó cũng sắp rơi nhé một vài cổ phiếu như thế này thì mình thấy là bây giờ nó cũng cơ hội rơi và khi mà thị trường nó xuất hiện cái nhịp mới á, thì nó sẽ đổi nó sẽ đổi nó sẽ đổi các cái xuất hiện đó của phiếu mới hoặc các cái dòng cổ phiếu mới nhé thì chúng ta chưa biết được có thể một vài phiên nữa chúng ta biết được nhưng mà ở đây thì các anh chị thấy này mình cũng sẽ lướt trên các anh chị là như cổ phiếu kim cương nhất thì nó cũng có cái sự lọc hơn rất là nhiều ví dụ như là vtd này đúng không ạ fbfc này hôm trước sàn đúng không ạ đấy dcm dcm hoạt động khá là tốt vẫn trên ma 10 nhé đúng không thế hh này ttf này đấy dqc này cổ phiếu này mình đã chốt ở những cái phiên này rồi đúng không? Đấy. đấy các cổ phiếu nó cũng bị à, một là nó chạy quá xa nền rồi, hai là nó cũng bị làm hơn khá là nhiều. chúng ta ưu tiên quan sát với một số cổ phiếu xuất hiện mới như CTC này, đúng không? đấy, dịch vụ vận tải này vẫn chạy này, CTC này, SKG này vẫn có thể ok này, đấy, HAH vẫn ok này. hôm nay là rũ vào MA10 xong kéo lên nhé. Đấy thì là những cổ phiếu là thuộc cái nhịp cũ. Đấy, BAF là cổ phiếu mà không có hiện nay vẫn chạy được. Thì mình có muốn chia sẻ với các anh chị một cái nhóm cổ phiếu ở đây này. <laughs> là cái nhóm cổ phiếu kiệt vôn á. À, thì tại sao mình hiện nay mình sẽ nói về cổ phiếu kiệt vôn? Vì các anh chị hiểu rằng là khi mà thị trường chung nhé, nó rũ với một cái nhịp như thế này này. Thì nếu cổ phiếu mà tốt thì nó cũng sẽ rũ, đúng không ạ? Nó rũ với khối lượng kiệt và nếu mà nó ở cái hình mẫu đẹp, nó ở những cổ phiếu là cổ phiếu xu hướng lên kênh trên thì hoàn toàn nó lại có những cái nhịp chạy mới chị nhé thì chúng ta quan sát thì đối với những cổ phiếu kiệt vô này này thì nó sẽ, tất nhiên là đây là gọi là lọc thô thôi thì chúng ta cần phải lọc kỹ thì các anh chị thấy là những cổ phiếu kiệt vô thì gần như là những cái nhà đầu tư mà người ta sợ hãi hoặc người ta chán chường những cổ phiếu đấy người ta bán ra rồi hoặc ông nào chốt lời là chốt lời rồi thì nó lại có những cái cơ hội cho nhịp mới anh chị nhé thì nguyên tắc là như vậy thì có một số cái cổ phiếu mà anh chị có thể để ý tất nhiên nó sẽ đi theo dòng nó sẽ đi theo dòng nếu cổ phiếu nào mà đẹp thì nó cũng sẽ tăng theo dòng cổ phiếu kiệt vôn cũng kiệt vôn theo dòng anh chị nhé và cái nguyên lý dòng thì mình cũng đã nói với chị nhiều lần rồi đúng không tại sao lại đi theo nguyên lý dòng bởi vì thứ nhất là các cái doanh nghiệp cùng một dòng nó sẽ hoạt động giống nhau à, những cái nhà đầu tư lớn người ta sẽ cũng gom theo dòng cũng giống nhau đúng không do vậy cái tính dòng nó rất là quan trọng nhé thì các anh chị nên để ý như là dòng bất động sản thì có ba cổ phiếu này thì nó không tiềm năng cho lắm đúng không có thể là mấy cổ phiếu này thì nó hình mẫu khá là xấu đều là cắm xuống thì không ưu như tiên nhưng mà chúng ta có thể quan sát dần ví dụ một số cổ phiếu về chứng khoán này bé đi kiệt vô này nhé tvs kiệt vô nhé mbs kiệt vô nhé nó những những cái phiên khá kiệt vô ngoài ra hóa chất cơ bản các anh chị thấy nó khá là một số cổ phiếu kiệt vô này đấy BMP này thì chúng ta quan sát được nhé các anh chị quan sát được quan sát được nhịp sắp tới ngân hàng đặc biệt rất nhiều cổ phiếu ngân hàng kiệt vô như OCB này NAB này đấy Techcombank này kiệt vô này đúng không cái chị thấy nó gần như nó cạn đấy biết này nói chung dòng ngân hàng này mình nghĩ là sau những cái nhịp kiệt vô thì tất nhiên sẽ có những cổ phiếu mạnh thì nó sẽ khả năng sẽ chạy rất cao còn cổ phiếu yếu thì khả năng chạy sẽ thấp ví dụ như nó rất là kiệt vô này tất nhiên là nó điều chỉnh khá là sâu rồi đây không phải là những cổ phiếu mạnh đúng không ạ đây không phải là cổ phiếu mạnh nhưng mà các anh chị hiểu rằng là để mà cổ phiếu mà đi lên được thì nó sẽ có hai tiêu chí một là phải có dòng tiền mới mua vào hai là cái những cái dòng tiền mà người ta yếu ngắn hạn đấy dòng tiền bốc đồng đó, mà nó ra hết rồi thì nó sẽ lên đúng không ạ nó giống nó đi hoạt động theo cái cái vòng chu dịch đúng không ạ chu dịch âm dương á các anh chị sẽ nhìn thấy nó giống như thế đúng không đấy kiệt vô này đấy kiệt vô này Đấy, một số thì nói chung là có dòng uh, chứng khoán và ngân hàng là mình thấy cũng khả năng cao là kiệt vốn thực phẩm này thì cũng tạm được nhé đấy thì là một số cái dòng này chúng ta có thể quan sát thì mới còn những cái cổ phiếu hiện tại thì mình thấy là nó cũng đa phần là chạy nước rút hoặc là nó yếu hơn hoặc nó lặng hơn rồi chúng ta sẽ không ưu tiên nữa ok thì với những cái thông tin này thì hy vọng các anh chị uh, phần nào giúp ích cho chị anh chị cho hoạt động đầu tư của mình thì mình cũng nói nhấn mạnh thường xuyên rồi cái cách phân tích ở đây thì nó khá là đơn điệu và đơn giản nhưng mình khẳng định nó là sẽ là cái cách tiếp cận hiệu quả nhất cho các anh chị trong cái hoạt động đầu tư chứng khoán đối với thị trường chứng khoán này chúng ta càng mơ hồ chúng ta càng gọi là cảm xúc chúng ta càng feeling chúng ta càng gọi là cảm thấy nó nó dối bời chúng ta cảm thấy hàng ngày đều rất là vui vẻ hoặc là sợ hãi thì chúng ta sẽ không vào thành công được đâu bao giờ chúng ta thấy là cái phương pháp giao dịch mà nó ổn định nhàm chán nó giống như một cái hoạt động phân tích thuần túy thôi thì lúc đấy thì các anh chị mới tiệm cận đến những cái sự thành công trong hoạt động đầu tư được anh chị nhé kênh của mình thì mình không muốn cho các anh chị uh, Uh, gọi là vĩ mô các thông tin vĩ mô hoặc các cái thông tin về doanh nghiệp nó loạn xạ lên chúng ta hoàn toàn có thể làm những việc đấy nhưng mà đấy nó, nó chia sẻ theo cách như vậy thì nó sai những cái đạo đức của những cái người mà chia sẻ cái cách đầu tư chứng khoán hiệu quả các anh chị nhé thì hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh các anh chị like và share video các anh chị uh, đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất ok chào tạm biệt các anh chị uh, chúc các anh chị là chúng ta tiếp tục kiên nhẫn anh chị nhé